Thưa quý vị và các bạn, thay đổi phương thức xử lý chất thải chăn nuôi bằng những mô hình nhỏ, dễ làm nhưng hiệu quả đang được các cấp hội nông dân trong tỉnh chú trọng, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nông dân, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất. Gia đình bà Nguyễn Thị Lý là một trong những hộ đầu tiên áp dụng quy trình chăn nuôi gà an toàn bằng đệm lót sinh học do Hội Nông dân xã Xuân Quang tổ chức. Được hỗ trợ vốn, kỹ thuật nên quy mô chăn nuôi của gia đình không chỉ tăng về số lượng, hiệu quả kinh tế mà vấn đề môi trường chăn nuôi cũng được xử lý tốt. Từ năm ngoái đến năm nay thì làm cái mô hình này cũng nuôi được, nhưng lại không được tốn dọn phân này. Gà thì nó trông lớn hơn nhiều. Xã Xuân Quang hiện có 1.700 hộ chăn nuôi gà. Từ các mô hình hỗ trợ của dự án xử lý rác thải trong chăn nuôi, Hội Nông dân xã đã triển khai đến 9 trên 19 chi hội nông dân trong toàn xã, được các hộ chăn nuôi hưởng ứng. Sau một thời gian triển khai, dự án đã thu được kết quả khả quan. Nhờ có cái mô hình nuôi gà trên đệm lót thì không bị ô nhiễm môi trường, và khi mà đến gần các cái khu vực chuồng trại chăn nuôi thì nó không còn các mùi hôi thối như trước nữa. Đấy, rất là đảm bảo vệ sinh và giúp cho cái con gà là lớn nhanh này, khỏe mạnh này, hạn chế được cái việc sử dụng thuốc thú y trên cái đàn gà, và cái lượng thịt cũng như là cái về cái con gà khi mà bán ra thị trường ấy thì cái hình thức nó đẹp, cho nên là cũng được giá hơn. Sau 2 năm triển khai dự án xử lý rác thải chăn nuôi, Hội Nông dân tỉnh đã hỗ trợ 450 mô hình xử lý chất thải chăn nuôi thân thiện với môi trường bằng các phương pháp như lên men phụ phẩm cây trồng làm thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ từ phụ phẩm cây trồng, nuôi gà trên đệm lót sinh học dày, nuôi sâu canxi tại 9 xã của 3 huyện Bát Sát, Bảo Yên và Bảo Thắng. Trong đó đã bàn giao chế phẩm cùng với máy băm cỏ, thùng đựng rác hữu cơ, vật tư, thiết bị, giống chuồn quế và sâu canxi cho hộ dân để thực hiện. Dự án còn vận động được hơn 300 hộ dân khác cùng tham gia. Từ hiệu quả môi trường, hiệu quả kinh tế, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền vận động đến hội viên nông dân của 3 huyện này và trong xã nhân rộng để cho hội viên nông dân mở rộng các mô hình lên để tăng hiệu quả kinh tế cho hội viên nông dân trong địa bàn của tỉnh. Các mô hình xử lý chất thải chăn nuôi thân thiện với môi trường bước đầu cho hiệu quả thiết thực, không chỉ đảm bảo quy trình chăn nuôi khép kín, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, mà còn tạo nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao cho cây trồng, vật nuôi, phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn hiện nay.